Hello, hello, và Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Lời đầu tiên xin cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn quý bạn. Hôm nay thì ngoài trời nó hơi lạnh các bạn, bây giờ là mùa thu, hơi lạnh thôi ha, rất là đẹp. Xe xe lạnh, các bạn thấy là lá nó bắt đầu nó vàng hết rồi quý vị bạn ha, các bạn thấy không? Đó. Thì mình cố tình ngồi đây để cho quý vị các bạn nào thích không gian bên ngoài nhưng mà nó hơi lạnh với bạn ha. Rồi hôm nay tiếp tục đã hứa với quý vị các bạn ngày hôm qua thì kênh của Đức Vũ là một cái kênh mà Đức Vũ USA luôn chia sẻ về những cái điều mà mang lại vui vẻ hạnh phúc hàng ngày, các bạn sống làm sao cho nó vui vẻ hạnh phúc. Thì nó liên quan đến công ăn việc làm, liên quan đến định cư Mỹ, liên quan đến những cái công việc, công chuyện mà thường ngày xảy ra ở Mỹ các bạn. Và nó có những cái mà mình luôn luôn nói là nó không thể nào chúng ta có thể biết trước được những cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể có cái gọi là, nó kêu là risk management các bạn. Có nghĩa là cái mà chúng ta có thể giảm thiểu cái rủi ro, hoặc là tránh những cái rủi ro, hoặc là tránh những cái sự đó nó xảy ra để có những cái thiệt hại nó ít hơn, nhưng mà đặc biệt là sống nó vui vẻ hơn. Thì hôm qua mình nói có một cái câu chuyện như thế này các bạn. Có một cái bạn trên cái trang Cuộc Sống Mỹ có hỏi một cái câu như thế này là nhờ quý cô chú anh chị và các bạn giúp là sao em mới vừa qua Mỹ và muốn đi làm và lãnh check, nhưng mà ông chồng thì không cho đi làm, ông chồng thì không cho đi làm và muốn lấy cái số SOSO của em để khai thuế. Rồi cô ta còn giải thích thêm nữa, nói thêm là ông ta hù dọa nếu mà không có đưa cái số SOSO thì ông ta sẽ gọi là đuổi về Việt Nam hoặc là cho về Việt Nam. Đó. Thì cái câu chuyện này, cái câu hỏi này á, thì nó cũng liên quan tới cái việc mà các cái ông hoặc là các cái anh về Việt Nam bảo lãnh vợ qua, rồi sau đó thì gọi sao ta, dễ dàng chia tay hoặc là chuyện xích mích, xong đó bắt đầu tiến tới cái việc mà chia tay các bạn. Thì có nhiều cái comment, nhưng mà có nhiều comment lắm, nhưng mà chút xíu mình sẽ đọc cái comment các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói trước về cái câu hỏi này, trả lời cái câu hỏi này, bởi vì nó là cái mục mà hỏi đáp, đúng không các bạn? Và không có cái gì gọi là tuyệt hảo, tuyệt vời 100% hết, đúng không các bạn? Và nếu mà chúng ta có được cái giải pháp nào phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Đầu tiên là con này mới qua, đương nhiên sẽ có cái số SOSO và đầu tiên là phải đi làm. Thì anh chồng thì có nhiều comment có nói là anh chồng anh không muốn cho đi làm, bởi vì cái điều mà lý do những cái ông chồng ở bên Mỹ các bạn, ông sợ. Có một cái comment mình nhớ như thế này, anh ta viết là mấy ông chồng mà lấy vợ và ở Việt Nam qua đó trẻ đẹp thì ông ta chỉ muốn, có nghĩa là cái cô này giải thích thêm là anh ta chỉ muốn là cái chỗ nào anh ta giới thiệu thôi, còn cái chỗ mà anh ta không giới thiệu thì không được đi làm và lãnh tiền mặt. Thì chút xíu nữa tại sao lãnh tiền mặt thì mình sẽ trả lời với các bạn. Nhưng mà câu chuyện là mấy anh này anh sợ. Thì có một cái comment là ở Mỹ nó khác Việt Nam lắm, ở Mỹ nó khác Việt Nam lắm, mà vợ mà lén phén ví dụ như là chỉ có biết là đi làm xong về nhà chơi với chồng, chắc con chồng con đi chơi thôi, chứ tụ họp bạn bè hoặc là gì đó là thằng khác nó dụ mất. Thì có nhiều anh comment lắm, nó dụ mất, cho nên là mấy cái anh chồng anh sợ. Thì mấy cái anh mà anh sợ là ồ cái cô này như thế này bị người này người kia dụ, thì đương nhiên có chuyện đó rất là nhiều ở nước Mỹ các bạn, rất là nhiều. Có nhiều và có nhiều cái mà mình cũng chia sẻ rồi, có nhiều anh cũng gọi là vô duyên, hoặc là không phải vô duyên, bạn nói gọi dạng là thấy người ta phơi phới xong rồi cứ dụ dỗ xong rồi quất ngựa chi phong rồi tùm lum tà la hết các bạn. Nói chung là chuyện sống ở Mỹ rất phức tạp lắm, cho nên những cái anh này anh nói đúng, có nghĩa là khi mà đi qua thì có nhiều chuyện lúc trước mình đâu có chia sẻ đó. Cái người này tới một cái party ăn thì cái anh chồng anh đi ra ngoài anh uống bia hút thuốc, thì có một cái anh kia mới qua tới hỏi là ồ chị mới qua hả, vậy em mới qua hả, rồi em cần giúp đỡ gì không, em cần dạy lái xe không, em cần làm gì không, em cần gì không thì anh giúp đỡ cho. Rồi giúp đỡ xong rồi bắt đầu
hốt luôn các bạn. À, rồi sau đó thì chuyện của hai cái người vợ chồng đó bắt đầu xảy ra ly dị rồi. Ồ, rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Và có những cái lần mà mình kể đó, có nhiều anh biết người ta có vợ, biết người ta có chồng rồi các bạn, nhưng mà vẫn mon men vô nói chuyện rồi dụ dỗ nói chuyện người ta. Ủa, cái chuyện đó là mình luôn luôn này bạn, khi mà mình tiếp xúc với ai đó thì người thân trong gia đình thì mình không nói đúng không bạn, nhưng mà những cái người mà bên ngoài đó phải có khoảng cách chứ các bạn. À, khoảng cách thì cái đó là quan điểm của Đức Vũ thôi, có thể là không đúng và người ta nói như vậy là có thể không tốt, nhưng mà điều đó là cái điều mà mấy anh lo sợ. À, mấy anh mà lo sợ, đặc biệt là vợ mà còn trẻ đẹp Việt Nam mới qua chưa biết gì thì mấy cái anh bên này Việt Kiều, nhưng mà thực ra thì cuộc sống ở Mỹ nó phức tạp lắm. Rồi đó là cái câu chuyện cái vấn đề thứ nhất khi mà mấy anh đi qua thường xuyên các bạn, mà nó có rất nhiều câu chuyện, 1001 câu chuyện về cái câu chuyện mà mới qua. Rồi về tiếp theo nữa, có những người comment này, những cái người mà bảo lãnh qua tưởng mình là vua, cho nên là muốn nói người ta làm cái gì thì làm, nhưng mà không, quý vị các bạn, có nhiều người họ, mình đang nói á, viện mà bảo lãnh vợ chồng, hoặc là nói chung là vợ chồng đi, vợ bảo lãnh chồng hoặc chồng bảo lãnh vợ bạn ha, thì đa số này nè bạn, là họ có, ngoài những cái trường hợp mà yêu nhau chuyện mà qua mạng thì không nói, nhưng mà họ quen nhau, họ yêu nhau từ nhỏ, hoặc là họ học chung hoặc là gì đó, khi mà họ yêu nhau thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải biết cái việc đó là như thế nào, trường hợp của mình là như thế nào. Rồi bây giờ thì mình đi thẳng vào cái vấn đề của cô này, bây giờ đi làm lãnh check các bạn mà, thì theo quan điểm của mình, mình hãy tìm hiểu với anh chồng xem là tại sao anh ta không cho đi làm lãnh check, bởi vì có thể là anh ta đang làm với một cái thu nhập thấp, và thu nhập thấp thì có thể được một số các cái an sinh xã hội ở Mỹ, và được ví dụ như mình đang nói là thu nhập thấp thì được nhiều cái quyền lợi ha, lãnh Medicare, rồi nói chung là lãnh những cái này lãnh cái khác. Rồi đối với những người thu nhập thấp ở Mỹ thì thu nhập thấp là tốt, hoặc là thu nhập giàu nhất là tốt, nhưng mà những người làm ở giữa là không tốt. Thì có thể anh ta đang gặp phải cái trường hợp đó, nhưng mà anh ta lại không giải thích cho cô vợ rõ ràng, cho nên là đó là cái mà cần làm rõ. Số 1 ha, cần làm rõ với anh chồng. Cái thứ hai mà mình thấy là này, khi mà có nhiều comment á, là nói là anh ta hù dọa để đuổi về Việt Nam, thì có nhiều người khuyên là hãy claim, bởi vì cái trường hợp đó là trường hợp mà gọi là gì ta, giống như là bạo lực gia đình, cho nên là có thể claim lên USCIS thì người ta sẽ làm việc. Nhưng mà cái chuyện đó là gọi là bất quá rồi, chúng ta mới quá kinh khủng rồi. À, có những cái trường hợp mà quá kinh khủng, đánh đập hù dọa rồi cầm này cầm kia đó, nhưng mà cái trường hợp này người ta chỉ nói thôi, có thể là nói thôi chứ chưa phải là chuyện đó xảy ra. Nhưng mà mình cũng tìm hiểu xem, bởi vì quan trọng là như thế này, không có ai mà có quyền đuổi quý vị các bạn về, ngoại trừ USCIS, nếu mà bạn vi phạm luật pháp hoặc là bạn bị cái này bị cái kia thì người ta mới là đó, thì bạn cứ yên tâm ha, bạn cứ yên tâm, đó là câu chuyện mà người ta nói trên cửa miệng để hù thôi. Theo quan điểm của Đức Vũ thì không có ai mà, đặc biệt là bạn có thể săn 10 năm thì bạn không có thể. Đương nhiên cái người bảo lãnh họ luôn luôn có những cái mà họ nói, ồ tao bảo lãnh qua, tao bảo lãnh mày qua, nó hết hết cơm rồi, tôi bảo lãnh qua thì tôi có quyền như thế này như thế kia đó. Thì cái cô này cũng nên lưu ý, cái đó là cái thứ hai đúng không. Cái thứ ba, ý thứ ba thì mình khuyên như thế này thôi, cái này là quan điểm của mình và mình đã trải nghiệm qua nhiều cái trường hợp xảy ra, vợ thì bảo lãnh chồng hoặc là chồng bảo lãnh vợ qua. Cách tốt nhất là bạn đi qua, thì có nhiều người nói, bởi vì nó liên quan đến công việc các bạn, có nhiều người nói là hãy chờ rồi hãy làm quen 6 tháng 1 năm hoặc là gì đó rồi đi làm. Nhưng mà theo quan điểm của mình á, quý vị các bạn qua, nếu mà có việc làm ngay và làm được thì quý vị các bạn làm ngay. Làm để làm gì? Các bạn tiếp xúc để các bạn hiểu hơn được với cái cuộc sống ở bên này, cái gọi là phong tục tập quán. Bởi vì có thể các bạn sống ở Việt Nam rồi thì cái tư tưởng ở Việt Nam nó khác, cho nên bây giờ qua đây nó thay đổi, và cái cách như thế này, thứ hai là để giao tiếp, thứ ba là để có tiếng Anh. Rồi tiếp theo thì có, mình thấy có một cái người comment rất là hay như thế này. Bạn đi qua, bạn hãy xin vào một cái những cái hãng mà nó không cần phải biết tiếng Anh nhiều. Thì ví dụ bạn yếu tiếng Anh mà không cần phải tiếng Anh nhiều, bạn đi làm một tuần 4 hoặc 5 ngày, rồi
Cuối tuần, cuối tuần thì nói chung là mỗi tiền thì trả tiền check đúng không, phải đưa cái tiền đó cho ông chồng. Tiếp theo nữa là giúp cái tiền đó để trang trải chi phí cho hai vợ chồng cùng làm với nhau. Rồi cuối tuần thì vợ chồng đi chơi, thì như vậy á, nó làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó tốt hơn, bởi vì á đã đến được với nhau là một cái duyên các bạn. Và đừng có để những cái trường hợp mà trục trặc rất là nhỏ, một cái rất là nhỏ thôi mà nó làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, và cái việc không hiểu nhau, và cái cách suy nghĩ. Thì có nhiều người suy nghĩ này, có nhiều người suy nghĩ khác, nhưng mà đó là một cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ, bởi vì có những cái trường hợp nhỏ. Và người ta nói á, là cái gì cũng có thể giải quyết trừ khi lòng bạn không còn nữa hay thôi. Có nhiều khi là bạn không còn thương người đó, nhưng mà tại sao mình phải nghĩ lại lúc đầu, tại sao mình lại thương người đó, tại sao mình lại yêu người đó, tại sao mình lại quan tâm tới người đó. Bây giờ chỉ có những cái trường hợp mà mình nói đổ đốn là rượu chè cờ bạc rồi trai gái, thì cái đó nó vi phạm những cái thứ mà mình nói là mỗi người có một cái limit đúng không, có một cái giới hạn, thì chúng ta hãy xem lại xem. Còn những cái trường hợp mà trục trặc này trục trặc kia thì cái gì nó cũng có cái để giải quyết vấn đề hết các bạn, và chúng ta có thể ngồi với nhau. Và như vậy bạn có tự động, bạn chủ động được về kinh tế, bạn không cần phải xin tiền anh ta đúng không, mà bạn phải còn đưa tiền cho anh ta nữa để trang trải chi phí tiền trong gia đình, thì điều đó nó làm cho mình tốt hơn rất là nhiều. Và bắt đầu bạn tự tin, vì càng ngày bạn đi làm, bạn có kinh nghiệm, thì bạn sẽ bắt đầu bạn sẽ dành thời gian. Thì thêm nữa là cuối tuần nên đăng ký học khoảng học online, bạn có thể học tiếng Anh online, hoặc là bạn có thể học một cái nghề gì đó online nếu bạn có khả năng về tiếng Anh, bạn có khả năng về tiếng, thì điều đó nó sẽ giúp ích cho các bạn thăng tiến trong cái việc nữa là làm sao hội nhập nhanh với cuộc sống ở Mỹ, hội nhập nhanh với cuộc sống ở Mỹ. Rồi một điều nữa thì có nhiều người khuyên này khuyên kia, theo ngoài quan điểm mình là này, ở Mỹ thì nguyên tắc bình thường có là đi làm là đóng thuế các bạn, thì anh ta xin lấy cái số social của bạn để đóng thuế là một điều tốt, chả có gì hết, bạn phải đóng thuế thôi, đó là điều đương nhiên. Và khi đóng thuế, ví dụ như là mình đang nói, nếu mà đủ 10 tín chỉ thì bạn 40 tín chỉ, xin lỗi các bạn, 40 tín chỉ, ví dụ là 10 năm là đủ 40 tín chỉ, thì sau này khi mà về già thì bạn có lợi hơn. Rồi khi mà đi làm thì bạn có 401k, rồi bạn có social, bạn có health insurance, có nghĩa là bảo hiểm sức khỏe đúng không. Nếu mà thông thường ở hãng thì nó sẽ có nhiều cái quyền lợi, nếu quyền lợi. Và có nhiều người khuyên bạn là nên đi làm nail, thì bạn nên chọn xem mình thích hợp với cái nghề nào, và cái nghề nào nó giúp ích cho quý vị các bạn, và cái chỗ mình ở nó có gần này không, gần chỗ kia không, thì đi làm là một cái điều tốt. Và đi làm thì phải đóng thuế, ở Mỹ là như vậy các bạn, đi làm là phải đóng thuế. Còn cái trường hợp những cái người mà không đóng thuế thì mình không nói ha, không, mình không bàn ở đây. Rồi nói chuyện với anh ta nhiều hơn để biết được rằng là tại sao, chứ bạn đừng có đổ thừa là hồi lúc mà anh ta ở Việt Nam thì rất là ok, bây giờ sao qua Mỹ thay đổi. Bởi vì mình biết cái anh này là anh ở Mỹ lâu rồi, xong rồi anh mới về Việt Nam anh cưới bạn đúng không, anh về Việt Nam anh cưới bạn, cho nên là cái cách suy nghĩ của cái người ở bên này nó khác với suy nghĩ ở Việt Nam. Ở Việt Nam nó rất là khác mà mình không thể giải thích với bạn được, mình không thể giải thích được. Nhưng mà quý vị nào đã từng sống ở đây rồi thì các bạn thấy bắt đầu nó thay đổi. Cuộc sống ở đâu thì cũng phải cơm áo gạo tiền, nhưng mà ở Mỹ thì nó có nhiều cái thay đổi, nó có nhiều cái khác. Và mình mong rằng bạn mới vượt qua vài tháng thì chả có làm ăn gì được hết, chả làm ăn gì được là sao, bạn chỉ nghe, chỉ nhìn, chỉ thấy thôi. Nhưng mà thông thường á, mình phải làm, mình phải đụng vô trường hợp đó, mình phải gặp trường hợp đó, mình đã gặp rồi trường hợp đó thì mình mới có thể biết được cái thực tế cuộc sống nó như thế nào, chứ không thể nào mà nói như thế này như thế kia được đúng không. Mỗi người trường hợp, giống như là có những người họ hay càm ràm về việc này càm ràm việc kia, nhưng mà họ không làm. Khi nào bạn làm mà bạn càm ràm thì mình ok. Ví dụ như một người nấu ăn mà nói là ông không có làm này, ông lười như thế kia, nhưng mà người ta làm, người ta giúp bạn, xong bạn lại chửi người ta, thì đó là cái điều mà sao họ càm ràm là đúng, bởi vì tôi hoặc là bà tôi giúp bà mà tự nhiên bà còn chửi tôi nữa, như vậy là càm ràm đúng, không có sai. Thì mình đang nói là trong cái chuyện đó xảy ra nó có rất là nhiều thứ. Xin lỗi, mình không phải là chuyên gia tâm lý hay gì hết, nhưng mà đó là những cái thứ mà mình suy nghĩ và mình thấy được trong những cái cuộc sống. Và không có chuyện gì là không giải quyết được, quan trọng là bạn có toàn tâm toàn ý để giải quyết nó hay không thôi, chứ không có gì hết. Và một cái câu của một cái bạn nói rất là hay, có nghĩa là chúng ta đến với nhau là một cái duyên rồi, và chúng ta
mất khoảng quá nhiều thời gian cho những cái việc mà đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, rồi chúng ta đến được với nhau các bạn, đó nó là chuyện hôn nhân thì đương nhiên. Và nếu mà đừng để những cái chuyện nhỏ nhặt, những cái chuyện là tào lao bí đao như vậy để xảy ra. Còn đối với chuyện mà các cái ông mà lo sợ và vợ mình qua đây xong rồi thằng khác nó hốt mất đó, thì theo quan điểm của Đức Vũ là này nè, quan trọng là giữa hai người thôi quý vị các bạn. Còn cái chuyện mà cái thằng khác nó hốt những cái thằng mất dạy đó thì mình không nói, đúng không ạ? Cái thằng mà những cái thằng mà gọi dùng từ, mình dùng từ đó luôn, những cái thằng đó nó chỉ là như vậy thôi, nó là đào mỏ cũng được, hoặc là nó chỉ là tình thôi cũng được, nó chỉ là những cái thứ đó, thì trước sau gì nó cũng có những cái việc mà gọi là trả cái này trả cái kia các bạn đó. Còn cái chuyện mà họ đến với nhau, cùng với nhau, họ đến cùng hai bên, quan điểm của Mỹ là gì? Tao free, mày free, và đến cùng với nhau để có được một cái mà điểm chung, thì đó là một cái điều khác các bạn ha. Còn cái chuyện mà lừa này lừa kia thì trước sau gì cũng bị trả giá thôi. Cái điều đó là điều đương nhiên các bạn ha, điều đương nhiên. Thì ok, hôm nay mình chỉ có một cái video để tâm sự với các bạn một cái câu chuyện là, thì mình tóm lại như thế này. Thứ nhất, đi làm để tự lập, để có tài chính, để xây dựng một cái tương lai tươi đẹp. Và đi làm nó giúp cho bạn rất là nhiều, bạn được mở mang, bạn được đi làm cái này, đi làm cái kia, bạn được gặp người này, gặp người kia, và bạn hiểu hơn cuộc sống, và nó giúp cho bạn hội nhập cuộc sống Mỹ nhanh hơn, thứ nhất. Thứ hai là trong chuyện vợ chồng thì có những cái khúc mắc này khúc mắc kia, thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống, dành thời gian cho nhau nhiều hơn, thì lúc đó bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Cái quan trọng là không dành thời gian cho nhau, không nói chuyện, có thể hai người một trời một vực, tính này tính kia, nhưng mà có nhiều thời gian dành cho nhau, nói chuyện cho nhau, đi ăn hoặc là bất kỳ việc gì các bạn, cùng xem tivi, cùng làm gì đó, cùng hát, thì mặc dù ở Mỹ là nó không có thời gian nhiều, đúng không các bạn, nhưng mà hãy cùng nhau thì người ta nói rồi, cùng nhau thì cái gì cũng có thể, cứ là đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn. Và ở Mỹ đặc biệt cái điều này quan trọng lắm bạn, hai vợ chồng mà cùng nhau, có thể bạn là xuất phát thấp, bạn xuất phát thấp, hoặc là bạn nghèo, bạn chưa có tiền, bạn chưa có nhà, bạn chưa có gì hết, nhưng mà mình nói thật, hai vợ chồng đồng lòng thì trước sau gì bạn cũng có tất cả. Ở Mỹ là như vậy, nó cho chúng ta rất là nhiều cơ hội. Và cái thứ ba là bạn phải tìm hiểu thêm nhiều cái còn ở phía trước lắm, về các cái an sinh xã hội, rồi thuế, rồi tất cả những cái thứ liên quan ở Mỹ, làm sao để chúng ta có lợi. Và không những lợi cho bản thân của bạn, mà nó có lợi cho gia đình của bạn, rồi nó có lợi thêm cho con cái của bạn sau này đi học nữa, thì nó còn rất là nhiều thứ ở phía trước. Và mong rằng là qua những cái chia sẻ này, hy vọng rằng các bạn nào đang gặp những cái trường hợp giống như vậy ha, thì chúng ta hãy tận dụng. Và cái điều thứ tư là bạn cũng nên dành thời gian ngoài cái chỗ cái thứ ba là học, thì bạn nên kiếm cho mình một cái nào gọi là cái nghề, thì mình sẽ chia sẻ ở những cái video tiếp theo trong cái chuỗi mà nghề nghiệp ở Mỹ các bạn ha, hoặc là hành trình cuộc sống Mỹ 20 phiên bản 2023 hay là 2022. Bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và có một ngày tốt đẹp. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.